mình làm món gì vậy anh Nhân? Hàu sữa né, món em thích nè. À, em thích lắm. Ừ. Làm gì mà không thấy nhắn tin chụp hình vậy trơn trời. Cái gì mà cứ coi điện thoại hoài vậy? Không có gì. Lấy phần thịt ra ha anh. Bữa nay mình làm giống món bò né rồi đó. À. Đánh hay là gì? Như là gì vậy anh? Mayonnaise à? Mayonnaise. Cái gì vậy? Làm gì mà thẫn thờ nhỉ? Đâu có gì đâu. Em là không có ghen đâu đó. Bé Ngọc là em của em mà, em thấy chuyện này bình thường à. Anh Lâm với bé Ngọc không có gì đó. Anh có hỏi gì đâu, nãy giờ anh có hỏi gì đâu. Anh hỏi là sao phụ anh mà không có tập trung vậy trơn à? Ồ, vậy hả? Cái người hỏi mà không nói có nghĩa là đang tự thú nhận mình đang có vấn đề đó. À, mọi lần làm gọn lắm là sao bữa nay mình lấy muỗng mayonnaise nè, ta với lại một miếng cá. Em ít muối vào. Khoảng muỗng pate, nửa muỗng tương ớt. À, mình làm sốt nè. Ừ. Rồi. Bây giờ mình áp chảo ha anh. Ừ. Vậy là món ăn mình sắp xong rồi hả anh? Ừ. Ồ, nhanh quá. Sao không có nhắn tin gọi điện nữa. Nè, múc ra cho anh miếng coi. À. Nhi. Cái món này, Nhi. Hả? Cái món này em ăn em sẽ tươi. Tươi mà không cần tưới luôn á. À. Hào là biết rồi đó, nó bổ lắm. Sao không có cười chứ, tại chưa ăn phải không, đói bụng phải không? Ờ, đói bụng. Món này ngon đó Nhi, thích lắm á. Thằng Lâm mà nó làm gì em á, đừng có trách sao mà anh băm nó làm trăm mảnh. Anh sẽ bảo vệ cho em tới cùng luôn. Yên tâm. Yên tâm đi, món này nè. Bây giờ làm nó ăn liền. Được chưa? Dạ, ăn, làm đi anh. Hãy cùng Huyền My uống Dr. Thanh không đường để thanh lọc bên trong, tươi tắn bên ngoài, lại còn giữ dáng. Cho hành tím vô trước nè. Hàu này là đừng có ướp gì hết nha Nhi. À. Đang nguyên. Vẽ ra cho anh cái cá. Đúng rồi, để anh gấp vô. Hai miếng nữa. Bỏ anh ít dầu vô đi Nhi. Ít thôi. Tại chút có mayonnaise nữa. Rồi. Hấp dẫn đó. Em ăn ít có qua phải không nè? Dạ. Cái gì mà nói gì rồi mà cũng vậy nữa. Để anh cho trứng cút vô. Thấy đủ màu sắc chưa? Đủ. Ừ. Nhi. Hả? Xong rồi đó. Chuẩn bị ăn nha. À. Để anh cho lửa lớn lên một chút. Xào cái bông này vừa vừa tới thôi ha. Để anh cho một ít tabasco nha. Rồi, xong rồi. Bắt đầu. Hết nha. Nóng. Rồi. À, nó bán một phần là có cái đó luôn vậy ha. Có cái cây sẵn luôn. Một ít tỏi. Ồ. Rồi, em ăn được rồi đó. Dạ. Thôi ăn đi Nhi. Anh múc cho em nha. Ừ. Chịu không? Nè. Nhi à. Anh vẫn còn yêu em nhiều lắm. Nếu mà Lâm phản bội em, anh sẽ dang rộng vòng tay ra và đón em. Anh đi em. Nhi. Món này ngon vậy mà chê hả? Trời đất ơi.
Vừa tới mà không chịu ăn vô đây sao mình ăn hết anh? Ngon vậy mà chê. Tối ngày lo ghen. Các bạn ơi, nếu như các bạn yêu thích Diệu Nhi cũng như Sĩ Thanh, Diệu Ngọc và anh Hoàng Nhân thì hãy nhớ share phim Mỹ Nhân Vào Bếp. Đầu tiên là phải nhấn subscribe Mỹ Nhân Vào Bếp ở dưới kênh YouTube đó, nhấn vô đi rồi tập phim nó lên rồi báo về cho mà coi. Và nhớ subscribe kênh YouTube của diễn viên Diệu Nhi nữa nha mọi người. Để xem nhiều clip hậu trường nha, bye bye.